chào mừng các bạn đến với chương trình Khảo sát 100. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên của câu hỏi. Đây là câu hỏi trong cuộc khảo sát 100 người, có 6 đáp án trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người trả lời các đáp án đó. Câu hỏi chúng tôi như sau. Hãy kể tên những thứ bạn thường ăn khi xem bóng đá ở nhà. Có không nào bằng điểm? Có hay không ạ? Xin mời bảng điểm. Để xem các đáp án còn lại là gì. Sau câu hỏi thứ nhất, số điểm của bạn như sau. Mặt đẹp lớn mắt đi. Ta sẽ không lặp lại những hành động nào mà khi còn nhỏ đã làm. Có không nào bằng điểm? Có hay không ạ? Có hay không bằng điểm? Xem các đáp án còn lại. Kết thúc vòng thứ hai, kết quả như sau. Hoa hồng được trồng nhiều ở quốc gia nào? Để xem có hay không. Kết quả khảo sát. Có không nào bằng điểm?
có hay không ạ? Xin mời bảng điểm. Hãy xem các đáp án còn lại. Vậy là sau 3 vòng thi, tổng số điểm của bạn như sau. Chúc mừng. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào vòng đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn có 5 câu hỏi và 2 lượt trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Và bây giờ hãy cùng bước vào vòng thi đặc biệt. Nêu ra một điều mà người đàn ông thường khoe với người khác. Khi nhắc đến món ăn Hàn, bạn sẽ nghĩ đến món ăn nào? Bạn thích tặng bé trai món quà gì trong dịp sinh nhật? Cái gì mà hầu như chỉ có phụ nữ mới dùng? Côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Như vậy, bạn đã hoàn thành xong lượt thi đầu tiên. Mời bạn hướng về bảng điểm để theo dõi kết quả. Câu hỏi đầu tiên, nêu ra một điều mà người đàn ông thường muốn khoe với người khác. Và bạn trả lời là... Câu hỏi thứ hai, khi nhắc đến món ăn Hàn Quốc, bạn sẽ nghĩ đến món ăn nào? Bạn đã nói... Câu hỏi thứ ba, bạn thích tặng bé trai món quà gì trong dịp sinh nhật? Bạn đã nói là... Câu hỏi số 4, cái gì mà hầu như chỉ có phụ nữ mới dùng? Và bạn nói rằng... Và cuối cùng, chúng tôi hỏi, côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Và bạn đã nói là... Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi thứ hai vòng thi đặc biệt bắt đầu. Nêu ra một điều mà người đàn ông thường muốn khoe với người khác. Khi nhắc đến món ăn Hàn Quốc, bạn sẽ nghĩ đến món ăn nào? Bạn thích tặng bé trai món quà gì trong dịp sinh nhật? Cái gì mà hầu như chỉ có phụ nữ mới dùng? Con trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Sau 5 câu hỏi ở lượt thi thứ hai, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, nêu ra một điều mà người đàn ông thường muốn khoe với người khác. Bạn đã trả lời. Câu thứ hai, chúng tôi hỏi, khi nhắc đến món ăn Hàn Quốc, bạn sẽ nghĩ đến món ăn nào? Bạn đã nói là... Câu hỏi số 3, bạn thích tặng bé trai món quà gì trong dịp sinh nhật? Bạn đã trả lời là... Câu hỏi tiếp theo, cái gì mà hầu như chỉ có phụ nữ mới dùng? Và bạn trả lời là... Và câu hỏi số 5, côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Bạn đã nói... Rất tiếc, bạn đã chưa đủ điểm để chiến thắng.